Đây cận cảnh những cái bông hoa dại nè, đẹp ha, nó giống như là cây hoa lan nhỏ nè. Ở bên trong này đẹp lắm. Ô quá trời to, giống như là những cái lồng đèn vậy đó. Nguyên một cây hoa vàng rực rỡ luôn nè. Hello, Châu xin chào cả nhà. Bữa nay Châu đi vô công viên này cũng cách nhà Châu khoảng 10-15 phút lái xe. Đây là công viên hoa dại. Ở đây người ta mở cửa cho mình tới 5 giờ, mình đi vô đây miễn phí. Ở bên đây cho thấy có xe cũng của trường học, người ta dẫn cho mấy em đi tham quan nè, xe bus nè. Bữa nay cho đi thấy không có ai trong đây hết á. Bây giờ mời cả nhà đi vô cái vườn hoa này coi có gì nha. Bây giờ là cũng cuối mùa đông rồi. À, thấy ở ngoài đường người ta trồng nhiều hoa anh đào nở rất là đẹp, nhưng mà ở trong đây là hoa dại cho nên là chắc không có hoa anh đào quá. Để coi thử coi có gì nha. Ở đây có cái giống như là cái hội trường hay là cái phòng thông tin gì đó, nhưng mà thấy không có ai ở trong đây hết á, chắc là người ta không có làm việc hôm nay. Chắc cái này để cho người ta gọi là hội trường á, giống như có tổ chức sự kiện gì chắc vô đây á. Trống trơn là không có gì hết á. Ở đây có cái quầy này, chắc là bình thường là cũng để phục vụ, không phải là bán vé mà chắc là thông tin á, để cho khách tham quan lấy thông tin á. Thank you sir. No, stop doing that. Which way? Yeah, đây có mấy cái trái này, trái berry nè. What? You say that? Ôi, vô đây lạnh quá. Cây nó ẩm thấp nè, lạnh thiệt á. Nick, there's a Buddha in there. Yeah, Buddha head. Yeah. Đây có cái đầu của tượng Phật nè. Chubby one. Yeah. Lá phủ hết rồi. Ở trong đây cây cao ghê luôn á. Cây rất là cao. It's so cold in here. Lạnh. Lạnh. Lạnh quá. I said lạnh quá. Yeah. Lạnh. Yeah. Okay. Okay. Đây là cái cây giống như nó mọc trong sa mạc vậy đó, rồi người ta đem ra đây người ta trồng, cũng là cây bản xứ ở Úc nè. Cây ở sa mạc toàn là bông bự 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 mà lá cũng bự bự nữa. Hồi bự ghê luôn. Đây nè cái bông nè. Để leo lên ghế mới thấy được là nó bự cỡ nào so với Châu nè. Nó to lắm. Rồi không có tới. Nhưng mà thật ra cái bông của nó chắc nó dài cũng cỡ cái mặt Châu á. Tại nó nằm trên cao á. Cây lá cũng to to, cái lá dài cỡ mấy mét á. Đây là những cây bản xứ nè. Cái này gọi là cây... Nick, this one, what is it called? Cái này giống như là bottle brush. Giống như là cái cây chổi để mình rửa cái bình vậy đó. Gạch tay nè. Gạch tay đang đi tìm thức ăn. Ở Úc này gạch tay nhiều dữ lắm luôn á. Đi vô trong bụi rậm nào cũng có gà tây, công viên nào cũng có gà tây, xung quanh nhà Châu cũng gà tây nhiều lắm. Cảnh giống Việt Nam ha, chỉ có điều là người ta làm mấy cái lối đi bằng gỗ nè, mấy cái cầu gỗ thì nhìn nó đẹp mà nó dễ
nó dễ cho người tham quan đi nữa. Mấy cây tràm. Nó đi theo mình xin ăn nè. Dạng ghê chưa? Dạng thấy ghê luôn nè. Ở đây nghe tiếng con ếch, con ảnh ương gì đó quá chừng luôn. À, ở đây có nhiều loại con động vật. Con này giống như con rắn, con rùa gì ha, con rùa. Con rùa. Mấy cái này giống ở Việt Nam mình cây lát á ha, để đan đệm á. Trời lạnh quá không thấy rùa đâu hết á. Người ta xây cái này cho rùa nó lên đây để mà nó nghỉ mệt, hay là để mấy con rùa nó để lên trên đây nó ăn đồ ăn nè. Mấy cái cầu này nó làm quanh co về nhìn đẹp ghê. Ở đây có cây bông này đẹp quá chừng luôn nè, vàng rực luôn. Trong đây nhiều cây này lắm. Quá trời luôn nè. So beautiful này ha. Very yellow. Đây những con đường quanh co rất là đẹp. Ở đây mà mình mặc áo dài á, mình chạy xe đạp dưới đây cho phần đẹp lắm á. Đây những bông hoa màu hồng tí tí rất là dễ thương. Những bụi hoa mọc giữa mấy cái khe đá nè. Những bông hoa nhỏ tím tím đẹp không? Hoa dại đó. Nhìn giống hoa tí gòn quá ha. Trong đây đó nè. Mấy cái bông này chứ cái lá nó đâm cũng đau lắm á. Đây cận cảnh những cái bông hoa dại nè. Đẹp ha. Dại cũng có cái vẻ đẹp riêng ha, nhiều cây cái lá nó giống nhau nhưng mà cái bông nó khác nhau, mà cái tên gọi cái giống nó cũng khác nhau nữa. Cái này cũng là cây dạng hoa butter brush nè, nhưng mà cái giống khác, nó có mấy cái hạt ở đây nè, giống như cây thông ha. Cái lá nó cũng khác nữa. Đây là những bông hoa dại, nhìn nó giống như là cây hoa lan nhỏ nè. Nhìn cái cây cái lá nó giống nhau ha, nhưng mà cái bông nó khác nhau. Những cái hoa trắng tí tí này cũng dễ thương lắm. Có anh nào đứng chờ mình nè.
Điệu quá. Đây là vườn cây, cây này giống như là cây rào dến ha, dương sỉ. Để trồng cái con đây nè. They don't need to do the shade Yeah, just let the animals come in. because in the bush there's so many fern. They roll like wild, or somebody roll it, huh? Vườn cây dương sỉ, gốc nào gốc nấy cũng to to hết mà. Mấy cây dương sỉ này ở trong mấy công viên ở Úc á, chỗ này không có đâu. Tới mùa xuân á, cái đọt nó ra non mà ăn thấy nó đắng đắng, thấy cũng sợ có độc. Có những cái cây khác nó mọc trên cái thân cây này luôn nè. Different plants on this tree nè. Oh, don't touch. That's what I say. I'm fond of the plants. Đây người ta làm cái hồ nhân tạo nè. Ok. Ở đây có cây tổ chim to quá chừng luôn nè. Ồ, to thiệt luôn á. Có bên trong này đẹp lắm. Ồ, quá trời to luôn. Đẹp quá ha. Nick, look, the nest bird, like huge. Bird nest. Cây tổ chim là to không? Ồ, cây này bông quá trời luôn. The flowers look scary nè. All black. Giữa khu rừng có chỗ cho mình ăn barbecue nữa nè, toilet được. Đây cái chỗ nướng barbecue là cái này nè. Cái này barbecue nè, rồi mình vô đây mình ăn nè. Ở bên đây là cái toilet ở phía sau. Có khu giải trí cho trẻ em ở đây nè. Đây là những cái bông hoa dại nè. Nhìn đẹp quá ha. Giống như là những cái lồng đèn vậy đó. Giữa lòng thành phố có một rừng gọi là National Park, công viên quốc gia, cũng là giống như là rừng quốc gia vậy đó. Nhìn giống như núi ha, xung quanh đây nè. Y như núi vậy đó. Rộng lắm. Đây có bụi cây hoa vàng đẹp quá chừng. It's on this bush track here. Okay. Nguyên một cây hoa vàng rực rỡ luôn nè. Những bông hoa dại nhưng mà đẹp. Rừng không có hoa đào nhưng có những cái bông hoa cũng hồng hồng tím tím. Cũng đẹp như hoa đào ha. Có cái cây này nó mọc lên mà nó quắn, nó xoắn lại nè, nhìn ngộ ghê luôn á. Ở Việt Nam á, đi vô rừng, đi vô suối á, mình tổ chức nấu ăn barbecue rồi được, chứ ở Úc này mình phải nấu theo cái chỗ, cái khu vực người ta quy định cho mình, chứ mình không được tự ý mình nấu ở trong rừng ở đây. Nhìn nhiều cây lá khô này nó dễ cháy rừng lắm. Đây nguyên một bụi hồng mà hồng đẹp ghê luôn á. Trên đây nhiều chim nhỏ nhỏ nè, nó hót. Cảnh thiên nhiên rất là đẹp luôn nè.
Ở đây mình cũng không nghe được cái tiếng xe chạy nữa, chắc cũng gần đường đi lắm á. Đây có bụi hoa hồng nữa nè. Hoa mà hồng chứ không phải là hoa hồng nha. Look beautiful này ha. Only flowers, no leaf. Những bông hoa trắng nè, đẹp quá ha. Lâu lâu mới được thấy cái bông hoa đã đỏ cho nó có màu chút. Ở trong đây toàn là màu xanh thôi à. Đó, phía sau đây là nguyên cái rừng quốc gia luôn, nằm ngay trung ở thành phố Sydney. Chỗ này đi vô đi tới nhà hát Opera House cũng không có xe, đi chắc cũng khoảng hơn nửa tiếng à. Nghe chim hót xa xa. Cây trà bưa cũng còn đọng nước nè.